Qua đánh giá về công tác phát triển đảng viên, trong đó phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số cho thấy kết quả chưa đạt như yêu cầu của nghị quyết Đảng bộ huyện Bảo Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Ở Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng, trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã phát triển được 40 đảng viên mới, đạt trên 50% chỉ tiêu phát triển đảng viên theo nghị quyết Đảng bộ đề ra cả nhiệm kỳ. Nhưng trong đó, đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số chỉ phát triển được 10 đảng viên, chiếm 20% đảng viên của đảng bộ. Vì vậy, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo về số lượng và chất lượng, theo nghị quyết của Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng đề ra. Thì hiện tại chúng tôi là có 4 chi bộ, có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Và số lượng người đồng bào dân tộc tại chỗ của địa phương là chiếm khoảng 30% trên tổng dân số của địa phương. Và để mà phát triển được các cái đảng viên của người đồng bào dân tộc tại chỗ cũng như là có đạo ấy, thì chúng tôi cũng đã có những cái cơ chế chính sách quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho các cái chi bộ mà có đông người đồng bào dân tộc sinh sống, đặc biệt là việc làm việc với lại các cái linh mục, các cái giáo xứ trên địa bàn để quan tâm hỗ trợ đầu tư và tạo cái nguồn bồi dưỡng cái đối tượng là người đồng bào dân tộc tại chỗ, và đặc biệt là các em sau khi các em là người đồng bào dân tộc tại chỗ sau khi xuất ngũ trở về, thì đây là một trong những cái đối tượng mà chúng tôi đặc biệt quan tâm để mà đào tạo nguồn cho địa phương kế cận cho các cái việc sau này. Còn với đảng bộ xã Lộc Ngãi hiện có 241 đồng chí đảng viên, trong đó có 53 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 22%. Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo 25 chi bộ trực thuộc về công tác phát triển đảng viên, trong đó chú trọng công tác phát triển đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, qua nửa nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp được 38 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 3 đảng viên, trong đó có 8 đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 21%. Nhưng hầu hết các đảng viên được kết nạp ở các chi bộ hành chính sự nghiệp và các chi bộ thôn là người Kinh sinh sống. Vì vậy, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đảng bộ xã Lộc Ngãi chú trọng phát triển đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn. Thì đảng ủy cũng đã xác định 4 cái giải pháp cơ bản. Cái giải pháp thứ nhất thì báo cáo đồng chí thì tập thể toàn thể đảng bộ, cá nhân, các đảng ủy viên đã phải quyết tâm thực hiện cho được các cái nhiệm vụ chỉ tiêu của cấp trên giao, cũng như là nhiệm vụ chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ của địa phương đề ra. Đây là một cái giải pháp quyết tâm. Cái nhiệm vụ thứ hai thì đảng bộ quan tâm đến lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo mặt trận tổ quốc và hệ thống chính trị xã hội của xã này và cả hệ thống chính trị của thôn phải thật sự quan tâm đến tạo nguồn từ các hội viên, đoàn viên của các hội. Thì đối với giải pháp thứ hai này thì đảng ủy cũng đã xây dựng cái kế hoạch số 88 về tạo nguồn để có nguồn kết nạp đảng viên mới hàng năm trong cái nhiệm kỳ. Cái giải pháp thứ ba thì báo cáo đồng chí là các tổ chức đảng và các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các tổ chức đảng phải thật sự quan tâm đến nguồn đó và tập trung bồi dưỡng chính trị tư tưởng, nâng cao đến nhận thức của quần chúng về đảng, rồi trang bị các điều kiện cần thiết khác để đủ điều kiện trở thành người đảng viên mới khi chín có chất lượng rồi, đáp ứng được yêu cầu đề ra của người đảng viên thì sẽ tiến hành thực hiện các công tác kết nạp theo quy định của đảng. Cái giải pháp cuối cùng, khi kết nạp trở thành đảng viên chính thức rồi thì cấp ủy, tổ chức đảng, các đảng ủy viên rồi các đồng chí của mình tiếp tục giúp đỡ rèn luyện thêm một đảng viên mới để đảng viên có chất lượng, thực hiện tốt cái nhiệm vụ tại địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn, và cũng phải định hướng cho là sử dụng đảng viên đó đúng người đúng việc để phát huy được cái năng lực sở trường để có chất lượng. Thế từ đó thì chất lượng của đảng viên lên như vậy rồi thì sẽ nâng cao được cái sức chiến đấu của đảng viên và của tổ chức đảng, để góp phần thực hiện thắng lợi để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tư pháp và xây dựng đảng trên toàn địa bàn xã Lộc Ngãi. Xác định công tác phát triển đảng viên ở vùng có đông người đồng bào theo tôn giáo là một nhiệm vụ cần thiết nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với đảng, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng đối với công tác kết nạp đảng viên có đạo
và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo, tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa đảng, nhà nước và các tổ chức tôn giáo hợp pháp, phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên có đạo trong việc vận động nhân dân đồng bào có đạo thực hiện nghiêm các quy định của đảng, nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, làm lực lượng nòng cốt trong các tổ chức tôn giáo, giới thiệu các quần chúng ưu tú có đạo cho đảng sắp xếp kết nạp. Cuối cùng thì tăng cường công tác nắm tâm tư những vấn đề phát sinh ở các vùng đồng bào có đạo, nâng cao hơn nữa công tác quản lý đảng viên trong công tác tham gia sinh hoạt tôn giáo. Xác định công tác phát triển đảng viên nói chung và công tác phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là yêu cầu nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong công tác xây dựng đảng của đảng bộ huyện Bảo Lâm trong thời gian tới, nhằm tăng cường sức mạnh sự lãnh đạo của đảng, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đem lại cho nhân dân đời sống ngày càng ấm no, văn minh và hạnh phúc.